Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày mai giờ tốt thế nào? Xuất hành hướng nào thì may mắn hên xui? Có cần kiêng cữ gì hay không? Việc xây nhà, đổ trần, cưới hỏi hay là tang lễ thì cần lưu ý gì? Xin mời quý vị sẽ cùng Minh Tâm tổng hợp qua những thông tin rất ngắn gọn về lịch âm dương vạn sự để chuẩn bị cho mình một tâm thế phù hợp nhất nhé. Dương lịch, ngày 25 tháng 2 năm 2024. Âm lịch, 16 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. Xét về can chi, hôm nay là ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn thuộc tiết khí Vũ Thủy, ngày Ngũ Ly Nhật, Tiểu Hung. Ngày Kỷ Mùi, đồng hành âm thổ, là ngày rất xấu, có thiên can và địa chi đồng hành. Đồng cực dễ dẫn đến bất hòa, không có lợi cho công việc lớn. Việc nên và không nên làm ngày 25 tháng 2 năm 2024. Việc nên làm: động thổ, đổ trần, lợp mái nhà, sửa chữa nhà, xây dựng, chuyển về nhà mới, cầu tài lộc, xuất hành đi xa, cưới hỏi, khai trương, mở cửa hiệu, cửa hàng, tranh chấp, kiện tụng, mai táng và an táng. Việc không nên làm: tế lễ và chữa bệnh. Tuổi hợp và xung khắc với ngày 25 tháng 2 năm 2024. Tuổi hợp với ngày Mão, Hợi. Tuổi khắc với ngày Đinh Sửu, Ất Sửu. Giờ xuất hành: Lý Thuần Phong. Xem giờ tốt xuất hành hôm nay âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2024. Giờ Hoàng Đạo: Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Ất Hợi từ 21 đến 23 giờ. Giờ Hắc Đạo: Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Quý Dậu từ 17 đến 19 giờ. Từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 23 đến 1 giờ, xuất hành đi xa thường gặp chuyện không hay, có thể xảy ra cãi cọ, tranh luận. Vì vậy, nên thận trọng lời ăn tiếng nói, giữ miệng để tránh xảy ra việc cãi nhau, ẩu đả. Từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 1 giờ đến 3 giờ, trong thời điểm này, xuất hành đi xa, mở cửa hàng, cửa hiệu, buôn bán, kinh doanh đều mang lại nhiều may mắn. Đặc biệt, phụ nữ sẽ có tin vui mừng và mọi công việc đều thuận hòa. Từ 15 giờ đến 17 giờ và từ 3 giờ đến 5 giờ là giờ cầu tài lộc thường không có lợi, hay bị trái ý, xuất hành đi xa hay gặp nạn. Từ 17 giờ đến 19 giờ và từ 5 giờ đến 7 giờ, thời gian tốt nhất để thực hiện mọi công việc, xuất hành đi xa sẽ mang lại sự an bình để tăng tài lộc, hãy đi theo hướng Tây Nam. Từ 19 giờ đến 21 giờ và từ 7 giờ đến 9 giờ, cầu tài lộc hãy đi hướng Nam, sẽ mang lại nhiều tin vui. Trồng trọt, chăn nuôi sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. 21 giờ đến 23 giờ và từ 9 giờ đến 11 giờ, sự nghiệp khó thành, kiện tụng, tranh chấp nên cần hoãn lại. Cầu tài lộc mờ mịt, xuất hành đi xa nên thận trọng. Nếu đi hướng Nam mất của, mất đồ thì nhanh tìm mới thấy. Nên tránh miệng tiếng, cãi cọ, tranh luận làm công việc gì cẩn thận và chắc chắn. Ngày xuất hành, Đường Phong xuất hành rất tốt, thuận lợi, cầu tài lộc được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ. Hướng xuất hành theo hướng Đông Bắc để đón hỷ thần và xuất hành theo hướng Nam để rước tài thần.